Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Nintendo Gamer nha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một con game rất là chill và thuộc thể loại RPG nhập vai như Stardew Valley, nhưng mà nó ở trên trời cũng như là hình ảnh hơi 3D một chút. Và nó là công nghệ cao, có chế độ chơi sinh tồn nữa anh em nha. Ok, thì anh em nào đang xem đây thì anh em nhấn mạnh vào nút like cho mình đi anh em. Dạo gần đây thì video của mình nó bị drop quá, anh em giúp đỡ mình với, rất là cảm ơn anh em ha, giúp cho kênh mình có view trở lại ha. Thôi là mình chết đói luôn anh em. Rất là cảm ơn anh em, mong anh em giúp đỡ nha. Rồi, thì con game này có tên là Solarpunk anh em nhé. Anh em có tưởng tượng đi, nó là một con game Stardew Valley nhưng mà bối cảnh của nó ở trên trời, hình ảnh 3D, rất là chill, âm thanh hay, lối chơi hay, có co-op các kiểu anh em nhé. Chỉ có một điều là mobile không có, biết đâu được sau này có là sao. Ok chưa? Rồi, mình sẽ làm những công việc gì? Trồng trọt, chăn nuôi, phiêu lưu, kiếm tài nguyên các kiểu ha, tưới cây nè, làm việc các kiểu nè. Nhưng mà đặc biệt nó có công nghệ cao và mình sẽ bay và khám phá những hòn đảo mới. Đặc biệt là những cái kiểu thiết kế, ví dụ như là nông trại rất là đã này mà hình ảnh đẹp mắt, đặc biệt là cây cối cây trồng á, nhìn đã vãi, nhìn như thật anh em ạ. Và nó cũng có những cái cơ chế rafting rồi, tất nhiên rồi, xây nhà làm bay các kiểu để anh em có thể đẹp mắt hơn ha, xây cầu thang nè, đó, tưới nước này, hệ thống công nghệ hiện đại này, vòi tưới này. Nó cũng sẽ có một số con boss nó sẽ giúp cho anh em trồng trọt chăn nuôi nữa, không phải anh em phải làm nhiều đâu anh em ạ. Bây giờ game nó làm phải chill và sáng tạo nhiều lối chơi hơn các kiểu. Ok, thì con game này chắc là sắp ra mắt. Đây là bản năng lượng mặt trời thì phải. Những cái năng lượng mặt trời này sẽ cho anh em năng lượng và thay vì anh em dùng xăng dầu các kiểu, thì con game này nó đã đưa anh em đến một cái lý tưởng, đó chính là mình sử dụng những năng lượng sạch để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên các kiểu ha. Một con game đáng được công nhận về cái tính gọi là khoa học cũng như là tính bảo vệ môi trường và tuyên truyền được những điều tốt. Giờ này chơi game thì chúng ta cũng phải làm được những điều như thế này anh em nhé, phải đưa ra những câu chuyện cũng như là những cái truyền tải những cái nội dung các kiểu để giúp đỡ cho cuộc sống mọi người tốt hơn ha. Một con game rất là hay. Anh em nào quan tâm đến con game anh em có thể theo dõi dưới phần mô tả, mình có để link Steam nhé. Khi nào ra mắt thì mình sẽ rủ team mình chơi thử nếu có điều kiện. Ok, ba anh em hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Nhớ like, comment, ủng hộ giúp mình nha. Rất cảm ơn anh em.